Sáng 30 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội 5 Hội Khuyến học Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo hội các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng phát triển hơn, tiếp tục xứng đáng với trọng trách Đảng, Nhà nước, xã hội giao phó. Đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng mở rộng, phát triển mạnh mẽ trên cả nước, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Phong trào đã lan tỏa rộng khắp tinh thần học tập, trở thành ý thức trách nhiệm không chỉ của người học mà còn của gia đình, tổ chức, xã hội trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đưa ra tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá quan trọng. Cùng với sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam cần chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tương lai để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước.